American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. Trở lại với chương trình của học khu Westminster với cô chủ tịch French Thế Thủy. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình nói về học khu thì cho tới bây giờ, cho đến ngày tụ trường thì các em rất là ráo riết mong đợi để gặp giáo viên, mà tuy nhiên thì chắc trong giai đoạn này phải gặp qua trên mạng mà thôi. Thì để thông báo cho quý vị là tuy rằng các em học online, học khu cũng vẫn tiếp tục phát đồ ăn trưa cho các em như thường lệ, đồ ăn trưa và đồ ăn sáng, thì quý vị cứ đến những cái chỗ thường lệ của trường mình và tiếp tục nhận đồ ăn trưa. Thì không biết là anh Du Miên có đóng góp ý kiến gì không trên phương diện mà mở trường học lại, vì theo thống kê là của data của Orange County là phải dưới 100.000 mà phải trong 14 ngày. Nếu mà con số đi xuống trong 14 ngày thì các trường học, học khu mới mở trường học lại. Thì mặc dù là có tin của chính ông thống đốc loan báo như vậy, Sở Y tế của tiểu bang vẫn có nói thêm một câu là vấn đề quyết định tối hậu vẫn là học khu, các trường học, cô giáo và phụ huynh cũng như học sinh. Tức là cái cách mà tôi thấy Westminster đã làm, tức là cô Thế Thủy cũng như trong bò, trong hội đồng quản trị đã lo tham khảo với phụ huynh. Cái vấn đề quyết định là quyết định chung, tại vì đây là cái sự nó ảnh hưởng đến nhiều giới. Thì cho tới giờ phút này thì bên Westminster có một cái trong đầu có nghĩ thấy là vẫn còn muốn trở lại trường như thường lệ không? Kính thưa quý vị, thì theo như kỳ trước thì Thế Thủy cũng có loan báo là học khu Westminster đã gửi ra những cái đơn xin ý kiến, và trong thời gian dài mấy tháng vừa rồi thì có khoảng 37% gia đình có ý kiến là muốn trở lại trường học 100%. Mà tuy nhiên vì cái đại dịch rất là lan tràn rất là nhanh ở trong giai đoạn vừa rồi, nên chúng tôi phải quyết định vì sự an toàn của giáo viên, sự an toàn của học sinh, nên chúng tôi tạm thời ở giai đoạn này cho các em học online. Và nếu mà có trở lại trường 100% thì chúng tôi phải bỏ nhiều thời giờ ra để chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị những cái đồ đạc mà liên quan tới vấn đề thiết bị y tế cho các em trước khi các em trở lại trường học. Thì cái đó cần thời gian tính để chuẩn bị những cái dịch vụ cần thiết, bảo đảm đến sự an toàn về sức khỏe cho các em và các giáo viên. Chúng tôi được biết là Westminster School District, học khu Westminster đã có chương trình để giúp đỡ cho những gia đình khó khăn trong vấn đề Internet. Thì có thể là chúng ta lặp lại, tại vì đôi khi có những phụ huynh gặp nó hôm đó anh nói nhanh quá tôi không nghe, hay là cô Thế Thủy nói nhanh quá tôi không nghe. Thì bây giờ làm ơn nói lại, Thế Thủy có thể hướng dẫn lại cái chuyện không có Internet. Tốt nhất thì quý vị cứ gọi đến học khu 714-894-7311 để hỏi về vấn đề làm sao tôi có thể được ghi danh hoặc là xin mạng Internet nào mà tốt nhất cho con em chúng tôi được học. Và thứ hai nữa, quý vị luôn luôn lên trang nhà của wsdka.us để mà lấy thông tin và tự tìm hiểu và tự lấy những cái tin tức là cần thiết đến cho quý vị. Còn không thì quý vị cứ đến học khu. Học khu không có xa, nằm trên đường 14121 Cedarwood Avenue, góc đường Westminster. Thì chúng tôi sẽ có nhân viên giúp đỡ quý vị. Có một chi tiết mà có lẽ là quý vị cũng đừng quên là những em nhỏ hay tinh nghịch và chúng mau quên lắm. Khi quý vị, các em mà nếu phải đi học tại trường, nếu thôi, hay là đi đâu đó, quý vị làm thế nào cho các em có cái thói quen là lúc nào móc trong túi hay là móc ở chỗ nào các em ưa, túi quần hay là chỗ nào đó các em có sẵn cái này để các em đeo vô khi cần thiết. Tại vì cái này nó đi theo chúng ta ít nhất là 1.5 năm nữa, đó là theo dự báo của chính quyền. Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng
chúng tôi hy vọng rằng các con, các cháu của chúng ta sẽ bình yên nếu chúng ta và trường học hợp tác chặt chẽ để cùng lo cho việc trở lại trường của các em. Cảm ơn các giới chức của Westminster School District đã có, cái là tôi đã nghe những khán thính giả của đài cho chúng tôi biết là họ đã kêu đến, dù họ nói tiếng Anh không có được lưu loát nhưng mà ở trong học khu vẫn nghe được và thông cảm được để bàn luận. Và đương nhiên là khi gặp cô Thế Thủy thì chắc chắn là nói tiếng Việt rồi, cho nên khỏi lo gì hết, quý vị yên tâm. Và chúng tôi một lần nữa cầu chúc cho tất cả mọi người bình yên, các em trở lại trường học như xưa, chúng ta quay trở lại đời sống bình thường sớm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng không phải vì ước muốn đó mà chúng ta bất chấp luật lệ hay vi phạm những lời khuyên hữu ích từ những cơ quan của chính quyền cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến tiếc là đến đây đã hết giờ rồi. Một lần nữa, quý vị có những thắc mắc gì liên quan đến học khu Westminster, quý vị liên lạc với cô Fans Nguyễn Thế Thủy. Dạ. Thân ái, chào tạm biệt. Chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VNA TV. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.